Cái này liên quan đến sinh lý mà. Cái câu chú em kia em vừa hỏi gì nhở? Anh nói về cách kinh doanh online đi, em đang học tập để bán hàng quần áo. Thế thì hôm nay anh nói là anh nói theo cái trong trong cái phương diện là những cái gì anh biết và anh đã từng làm qua thôi. Chứ anh không 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 dạy mọi người phải làm như là anh phải làm cái kia nhá, tại vì bây giờ nhiều người đó có người nói chung là trong cái chuyện kinh doanh ấy, nhiều người người ta có cho những cái món 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 gì nhỉ, gọi là món gì nhỉ, có những cái câu nói hay có những cái cách làm riêng của người ta, mà những cái cách cách làm ấy thường thường là những ít người ta chia sẻ lắm. Còn trên mạng bây giờ thì bây giờ trên mạng thì nhiều người dạy lắm, nhưng mà người ta dạy nhiều người dạy cũng hay đấy. Trước hết thì em vừa hỏi cái câu kia là em muốn bán hàng, em sắp bán quần áo, em bán hàng online đúng không? Trước tiên em muốn bán một cái gì ấy, thì em lên thay mẹ cái avatar của em đi em ạ. Bây giờ em bán hàng, avatar em đều có, em để avatar trắng vãi lồn. Thì bây giờ mẹ bây giờ em đặt địa vị vào một người vừa ra vào mua quần áo của em, nhìn avatar của em đéo thấy nói chuyện, đéo muốn nói chuyện. Bây giờ cái hình ảnh của em đéo ra một cái gì cả, em đòi bán hàng thì em bán làm sao được? Hình ảnh đôi khi nó tạo lên cái thương hiệu của mình, tạo lên cái uy tín nữa. Thế bây giờ ông bán hàng ông đéo có avatar thì ông bán cái gì? Anh có hát ở đâu em? Bây giờ mà ông trời lại cho anh cái giọng hát nữa thì anh khác gì hổ mọc thêm cánh. Mắt anh thâm thì anh thiếu tiền thiếu ngủ em ạ. Nhiều người phải có cái cách riêng, nói chung là những cái cách riêng của người ta thì người ta không bao giờ người ta chia sẻ cho em đâu, yên tâm là như thế. Hello baby, hello em. Đầu tháng chúc may mắn, là chúc mọi người may mắn nhá. Bây giờ thì mẹ mà ông bán, ông nói ông muốn bán quần áo avatar ông thì ông để trắng, người ta đéo biết mua ông là ai. Ông đéo biết đâu, người ta đéo biết ông là ai. Mà ông lại đi bán quần áo, phải lô ai mua. Bà chào tôi cả, hello bà Tuấn. Nói chung ấy, học 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 bán hàng là một chuyện thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là do mình em ạ. Uy tín mới là cái quan trọng. Chứ bây giờ em học nữa học mãi xong về mà đi mẹ mà em lười đâu em đéo làm gì thì vứt. Nói chung là quan trọng nhất vẫn là mình em ạ. Cái nhất là quan trọng mình là cái nhất này. Cái quan trọng nhất ấy chính là trời thương. Trời thương nhá, kể cả Facebook em có 20.000 sub, 30.000 sub em bán hàng đôi khi còn hơn những cái thằng nhiều nhiều sub hoặc hot. Kể cả những thằng Facebook mà hot vãi lồn nhá, mấy nghìn like hay là 3 4.000 like chẳng hạn, tương tác cao ấy. Trời mà không thương nhá thì cho 1 triệu sub thì cũng đeo bán được bằng người 20 30.000 sub. Đấy. Thế cơ. Làm còn lắm à. Ừ, tôi mới lấy vợ đi mẹ mày, tối tôi bế bế vợ lên live stream ngay. Muốn bán hàng được, muốn bán được hàng phải nổi tiếng trước nhé. Muốn bán được hàng mà phải nổi tiếng trước đấy, câu đấy là mày ngu, mày quá ngu luôn. Mày lúc nào mày cũng thích nổi tiếng, nổi tiếng nhiều khi nổi tiếng nó có hai chiều đấy, tích cực và tiêu cực. Mày nhìn nhiều thằng muốn nổi tiếng ấy đi mạng lấy cứt lấy đá trong ỉa giúp bố hết lên mặt tắm cứt. Nổi tiếng như kiểu gì? Nổi nổi tiếng nhiều ông nổi tiếng toàn phông vỡ phông vẩn nổi đéo ấy, toàn mấy ông nổi cái kiểu bịt mạ mày lên khoe này khoe lọ trông hẫm lồn, toàn thùng rỗng kêu to lên Hawaii thế khoe này khoe lọ, trong khi thì mẹ mà quần áo ăn mặc thì trông như cái củ lồn mà cứ khoe xe này xe lọ cái gì cũng khoe. Hết giờ. Nói chung ấy mấy cái ông mà bịt mạ mày suốt ngày lên mạng khoe này khoe lọ xong kiểu trong khi quần áo ăn mặc như cạc ấy thì nó nói thật ra ấy, là nó chỉ lừa. Nó chỉ lừa hoặc là phông mấy ông cấp 3 thôi, mấy cái ông ở ở xa xa mấy ông đéo biết cái gì ấy. Nó phông thôi. Còn mạng những người khác người ta nhìn phát người ta ra ngay. Mắt anh đen á. Đen sáng nhỉ, kêu đen. Nói chung là cứ lỗi tiếng nó dính nhiều ấy lắm. Tích cực có, tiêu cực có. Mệt đấy. Vụ chủ quán ông Bắc Linh anh thấy thế nào? Cái vụ đấy anh chưa xem em ạ. Anh chỉ thấy biết đăng qua qua thôi chứ anh không đọc. Anh là một người rất 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 ít đọc tin.
Tại vì anh đã thích đọc dài quá. Đúng rồi, đổi tiếng kiểu Phong Bạt em, bộ đội trả góp đấy. Toàn bộ đội trả góp đi mày. Sợ. Bộ đội trả góp đấy. Ôi em ơi, ngày tháng cô hồn như kể chuyện tâm linh lù quá. Giang hồ mạng 3G mất mạng là mất địa bàn các con vợ ạ. Bây giờ nổi tiếng nhá. Bây giờ em ấy nổi tiếng, bây giờ cái gì quan trọng nhất không? Nổi tiếng bây giờ cái quan trọng nhất ấy, đó là cái sạc pin dự phòng. Hiểu chưa? Đi mạng đi đâu phải cầm cái sạc pin dự phòng đã. Hết pin bố mẹ phải sạc. Trước khi mà mình ở nhà mình bước ra ngoài đường ấy, 100% pin. Hoặc là trước khi ra đường ấy, thêm quà DK cách X35 gửi 888. Đấy, lại có thêm 2GB điện thoại mà đấy. Thấy nó mới là blo, hiểu không? Phải có thêm cái sạc nữa. Đi đâu chẳng may mà đang livestream hết là cắm điện là lên luôn. Đấy. phải có 4G. DK cách X35 gửi 888. Đấy. Lại thêm quả 2GB livestream bách nhè. Chả bị mất mạng. Thêm mà sạc dự phòng nữa, mà sạc dự phòng phải mắc nhá, phải đầy pin đấy, mà chết dở đấy, không đầy pin là không nói chuyện đâu. Mũi anh có làm đâu, phải 100% pin, cứ ra đường là phải 100% pin. Tội thế mà, tôi thật, tôi cứ ra đường lúc nào tôi phải 100% pin. DKX gạch 35 lúc nào phải mắc luôn. Anh biết vụ của Bùi Đạt với Hoàng Tử Gió không anh? Anh không em ơi. Tại vì Facebook anh ít like á. Nói chuyện mở to mắt lên anh. Anh đi tập thì anh đô hẳn lên. Ủa, anh mới tập được có 1 tháng 3 ngày em ạ. Thôi, bây giờ là nói chuyện nha này. Thôi cái chuyện mà kinh doanh ấy là lúc khác nói. Bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề mà hôm nay nói chuyện mọi người ấy. Đây. Bây giờ nhá, cái này này. Cái này gọi là tem. Tem này gọi là tem sinh lý. Con vợ nào mà sinh lý yếu này, vừa phịch một phát đã ra này, chưa đi chợ đã hết tiền này, mà vào mà cứ kiểu là đóng tầm 50 phút là ra ấy, hoặc là đi vỉa đấy, thì các con vợ, hoặc là các con vợ đi quả dẻo ấy, các con vợ mà đi quả dẻo ấy, mà thường quả dẻo là đèo lên được đâu, súng anh em mình nó đèo lên được đâu, tại vì mình chơi kem mà, nó đèo lên được đâu đấy.